Em thấy vừa nãy hai chị có nhắc đến một cái khái niệm là market leader, tức là dẫn đầu thị trường, một đơn vị dẫn đầu thị trường. Thì em tò mò, em muốn đặt một câu hỏi là bởi vì bây giờ để đánh giá dẫn đầu thị trường, thứ nhất là câu hỏi thứ nhất là làm thế nào để đánh giá như thế nào là dẫn đầu thị trường này. Thứ hai là để mà đi từ vị thế, giả sử như bây giờ Spyroom đi, bọn em là còn rất nhỏ, nói chung là cũng mặc dù start được vài năm rồi nhưng cũng còn quá nhỏ bé. Nhưng mà để mà dẫn đầu thị trường mà không sử dụng, gọi là tức là mình sẽ không gọi vốn quá nhiều này, không raise fund liên tục này, thì mình phải làm thế nào để mình có thể đạt đến cái ngưỡng như vậy? Hay là như em đang thấy là sẽ có một luồng quan điểm khác cho rằng là đôi khi là ví dụ như bạn trở thành unicorn chẳng hạn thì bạn sẽ là một market leader. Thì em muốn hiểu rõ hơn là cái tiêu chuẩn hay là vài cách thức để mình đi đến cái tiêu chuẩn đó, cái tiêu chuẩn về market leader của Repra hay tiêu chuẩn của xây dựng sustainable business của anh Shu Hei chẳng hạn, nó là như thế nào? Cảm ơn Việt Anh đã có một cái câu hỏi cũng rất là khó. Câu hỏi nào Việt Anh cũng khó hết. tại đấy câu hỏi thật của em cũng rất là tò mò. Ban đầu em định tổ chức buổi này để cho các bạn để trả lời các câu hỏi chung các bạn thôi, nhưng cuối cùng em thấy em còn hỏi nhiều hơn. Ok. Chị thấy là về nói về market leader thì nó có rất là nhiều cái cách để mình có thể đo lường, đúng không? Thì mỗi doanh nghiệp thì đều có một cái cách nhìn khác nhau. Ví dụ như mình có thể nhìn vào cái market share là một cách này, mình nhìn vào cái lượng mà revenue hoặc là profit cũng là một cách này, hoặc là cái phần mà profit margin cũng là một cách, hoặc là market leader khi mà nhắc đến một cái lĩnh vực nào đó thì nó là top brand chẳng hạn, thì nó cũng là một cái cách. Thế nhưng mà đối với Repra, khi mà mình định nghĩa market leader á, tức là mình có được cái status về market leader trong vòng bao lâu. Nếu mà chẳng hạn về mặt thị phần mà mình có được market leader nhưng mà nó chỉ ngắn hạn thôi, khoảng tầm 5 đến 7 năm chẳng hạn, đó thì nó cũng khá là ngắn. Còn đối với Repra, khi mà mình nhìn vào thì mình đang muốn là trở thành market leader trong một cái thời gian rất là dài, ví dụ như là mình tính đến cả trăm năm đó. Thì như Việt Anh có biết ấy, một số những cái market leader mà họ đã từng có trong lịch sử và bây giờ vẫn đang còn ở trong lịch sử mà họ không phải raise fund rất là nhiều, ví dụ như là Disney này, các bạn đi Disneyland đâu đó, 3M này, hoặc là General Electric, Boeing hay là Procter & Gamble đó. Thì một số những cái research về những cái doanh nghiệp này bởi Jim Collins thì em đều có thể tìm được trên mạng để hiểu được rõ hơn cái cách đó. Bản thân CEO của Repra chính là anh Shu Hei thì cũng đã build được một cái market leader trong cái ngành gọi là chăm sóc y tế cho người già từ con số 0, mà anh ấy cũng không phải là raise fund rất là nhiều vòng như là một số những cái startup bây giờ đâu đó. Mình chuyển sang một cái câu hỏi tiếp. Em nghĩ là vừa nãy các chị cũng có đề cập về chuyện này rồi, đó là ngoài cái câu chuyện tiền ra thì các công ty khởi nghiệp, các startup thì sẽ còn cần phải tìm đến các cái resource, tức là các cái nguồn lực, các cái hỗ trợ khác để khi mà họ tiếp cận các nhà đầu tư. Thế thì em thấy có một đặc điểm, em không biết là nó có thường xảy ra hay không, nhưng mà em cũng nói chuyện với nhiều founder thì cũng có nhiều người bảo với em là có rất nhiều trường hợp người ta rơi vào trạng thái là có nhận được tiền đầu tư, nhưng mà sau đó thì nhà đầu tư thì ngoài tiền ra thì người ta cũng tương đối là thụ động trong chuyện là cung cấp những cái hỗ trợ, hoặc thậm chí là khi mà reach out để tìm kiếm hỗ trợ thì cũng không nhận được cái hỗ trợ khác ngoài tiền. Thì ở Repra thì sao? Ở Repra thì tất nhiên là trong trường của bọn em thì em có thể thấy là nó không xảy ra như vậy, thậm chí là nhiều khi em còn cảm thấy hỗ trợ hơi nhiều, gọi điện rồi nói chuyện trao đổi rồi tìm hiểu các thứ hơi nhiều, thỉnh thoảng em cũng hơi căng thẳng tại vì nói chung là mình đang làm startup mà, nên là không phải là lúc nào mình cũng có quá nhiều thời gian để mà mình nghĩ về các vấn đề là báo cáo tài chính hay hơn là nhìn sâu vào trong bản thân mình để xem dạo này mình có ổn không, hay là mọi thứ xung quanh business của mình có ổn không, mọi người đang như thế nào. Thì đôi khi em phải thừa nhận thật là đôi khi nhiều khi em cảm thấy nó hơi áp lực thật, tại vì nó nhiều quá. Nhưng mà bù lại thì đến khi đến bây giờ khi mình nhìn lại thì mình thấy là đúng là mình cần những cái điểm neo như vậy.
để mình không bị cuốn theo cái câu chuyện làm business mà cứ làm cứ chạy cái chạy mãi nhưng mà không neo lại, không có reflect lại để làm tốt hơn, để phát triển hơn, làm tức là hoặc có thể replicate, tức là lặp lại được cái những cái gì mà mình làm đúng và hạn chế được những cái gì mình làm sai. Thì nhưng em vẫn muốn hỏi tức là về phía Reapra thì cụ thể những cái support nào với founder ấy, bởi vì em vẫn đang trong quá trình đi thôi, em còn chưa đi hết, nên là bây giờ chắc là em cũng phải tập hợp một ít thông tin để có gì sau này đi đến đấy thì em coi như là đã học trước được bài rồi, em học cho nhanh. Vì anh đang hỏi về support của Reapra đúng không? Vâng, em đang muốn hỏi về câu chuyện ngoài tiền đấy ạ. Tiền thì đương nhiên rồi, nhưng mà ngoài tiền thì có những cái support gì và cái support đấy nó khác biệt gì so với mặt bằng chung? Tại vì cái này là ở cái giai đoạn mà mình gọi là building from scratch á, thì gọi là founder sẽ chịu rất là nhiều áp lực bị limit resource, finance là một chuyện ha, nhưng mà áp lực tâm lý nhiều khi mình có đang đi đúng hay không, mình có nên tiếp tục hay không, rồi lại cảm thấy là trách nhiệm của mình đối với những members của mình nữa, thì những cái áp lực tâm lý đó rồi cái confirmation về cái con đường của mình đi nó có đúng hay không và mình ra quyết định nó có đúng hay không, thì tất nhiên là chị thấy là nếu mà chị trong trường hợp đó thì chị cũng rất cần một người mà có thể bên cạnh mình, it's good to have someone beside to remind you. Kế bên để mà cùng mình san sẻ. Khi mà thông qua những cái buổi nói chuyện như vậy, mục đích không phải là Reapra thì không phải là để dò xét mà hay là check in gì hết, nhưng mà để mà hiểu xem là những cái áp lực nào mà bạn founder đang phải đối mặt phải, và bạn chuẩn bị ra những cái quyết định gì, thì có thể là giúp cho bạn có thêm những cái góc nhìn từ different perspectives, rồi giúp cho bạn trong cái quá trình mà bạn process thông tin rồi make decision, để bạn không cảm thấy cô đơn. Thực tế thì làm business founder rất là cô đơn, phải không? Việc anh với lại Thu chắc là experience cái này tốt hơn chị. To be beside founders, đó là cái mục đích chính, để hiểu được cái thinking và emotion. Và thông thường thì khi mà founder, hầu như chẳng những founder mà mình khi mà mình ra quyết định hay là mình có suy nghĩ gì đó thì mình sẽ dựa vào những cái và your own bias, tức là dựa vào cái bias của bản thân mình. Mình không có aware được mình đang make cái đó theo một cái habit. Thì có một người bên cạnh để nhắc nhở mình thì sẽ giúp mình tốt hơn, tỉnh táo hơn. Trước như chị Hiền nói chuyện thế thì Thu có muốn hỏi Việt Anh một câu là Việt Anh có bao giờ thấy là mình có bao giờ tự hỏi là vì sao mình cứ đưa ra những quyết định nó khá là giống nhau mặc dù là những cái trường hợp nó đều khác nhau không? Em nghĩ là thật ra thì cái cách mình đưa ra quyết định nó nhiều khi mình đưa ra quyết định theo kiểu thói quen mà, tức là nó là một quá trình learning ấy. Đối với em thì em nghĩ là learn và nó từ bé mình đã thấy rồi, tất cả mọi ví dụ từ khi là trẻ sơ sinh thì em nghĩ là mọi cái hoạt động nó đều là decision making, thì decision making thì mình make mistake mình tạo mắc lỗi thì mình sẽ học từ cái lỗi đấy, có người học nhanh có người học kém, có người thì ghi nhớ mãi lỗi, có người thì học trước quên sau, nhưng mà về cơ bản thì logic nó luôn luôn là tôi thử sai thì tôi sửa, tôi rút kinh nghiệm xong tôi lại đưa ra quyết định. Và dần dần khi mà cái việc đưa ra quyết định đối với trong trường của em chẳng hạn, em nghĩ là khi mà mình đưa ra quyết định nhiều quá, nó cứ nhiều đều và biệt lặng thì càng ngày cái tốc độ ra quyết định của mình càng nhanh và mình càng ít nghĩ về cái chuyện ra quyết định để hơn. Còn khi mà mình bắt đầu lúc nào mình cũng sẽ phải nghĩ rất là kỹ tại sao mình lại thế, tại sao đấy, là lý do tại sao mà em nghĩ là khi mà mình đến một thời điểm nào đấy thì cái trực giác của mình, cái khả năng quyết định bằng trực giác nó lại tốt lên, là bởi vì cơ bản là mình đã quyết định quá nhiều rồi. Và cái learning của mình mình đã học được gọi là đầy đủ để mình có thể ra quyết định tương đối là nhanh chóng và đến mức mình không cần phải nghĩ, gọi là thì em không biết là như thế có đúng không, nhưng mà đấy là câu trả lời của em ạ. Thực ra thì như Việt Anh cũng có chia sẻ, tức là từ những cái lúc từ bé là mình đã hình thành được một cái thói quen mình ra quyết định, và thì nhiều khi mình khi mà nó đã hình thành thói quen rồi thì mình ra quyết định rất là nhanh, và nhiều khi mình lại quên mất cái việc của mình nhìn lại là cái cách mình ra quyết định nó như thế nào. Và đến khi mà mình gặp phải những cái mistake hoặc là những cái failure đấy thì mình có nhìn được ra nó là cái mistake hoặc failure hay không.
Đó, thì ở đây là Reaffra, mình cũng Reaffra Support thì rất là nhấn mạnh vào cái việc mà Person Support, tức là có thể giúp được cho bạn phát triển bản thân, kể cả những cái việc mà bạn ra quyết định và những cái blind spot mà bạn chưa biết được về bản thân mình ấy, thì Reaffra cũng giúp là để bạn có thể hoàn thiện được hơn, hiểu được bản thân mình hơn và hiểu được những cái gì mà nó quan trọng đối với bản thân mình để mà ra quyết định theo theo được cái hướng đó. Ngoài ra thì như Reaffra thì cũng sẽ có một cái support còn lại, nó liên quan đến strategy functional support, tức là mình sẽ giúp mình là co-founder mà, thế nên mình cũng sẽ giúp nhau trong cái việc là mình đưa ra những cái chiến lược kinh doanh này, hoặc là những cái chiến lược về technology hay là sales and marketing gì đó, thì để giúp Việt đưa cho Việt Anh một cái perspective khác, một góc nhìn khác, thì Việt Anh consider as theo cái hướng là một CEO. À vâng, em muốn hỏi thêm một chút, đang tiện nói về hỏi về Reaffra thì em muốn hỏi kỹ hơn về câu chuyện của anh Suhei đúng không? Tại vì mọi người cũng có mention Suhei khá nhiều, và vừa nãy chị Hiền cũng bảo là đến đoạn chia sẻ về story của Suhei thì sẽ nói, nhưng mà em chờ mãi chưa thấy đoạn đấy, thế thôi em hỏi luôn. Thì câu chuyện của, thứ nhất là câu chuyện của anh Suhei, thứ hai là cái câu chuyện đó thì nó có ảnh hưởng và nó xây dựng cái triết lý gì đối với việc xây dựng Reaffra hay không? Và bởi vì có một điểm em rất chú ý trong cái quá trình mà gọi vốn từ Reaffra ấy, thì em nhận thấy là hình như là có vẻ như là Reaffra thì lúc mà làm việc với em ấy thì luôn luôn yêu cầu là đưa ra rõ câu chuyện về business model. Nhưng mà đến lúc mà em pitching, đến ngày mà em pitching ấy, thì thậm chí em còn pitch chưa kịp đến cái đoạn business model ấy đã xong rồi, nhưng cuối cùng em vẫn được. Thế điều đấy làm cho em nghĩ em cảm thấy hơi tò mò, tức là rõ ràng là cảm giác như là cũng quan tâm đến business model, nhưng mà hình như là trên thực tế lại không quan tâm đến business model. Thế thì cụ thể ở đây là có quan tâm hay không, và nếu mà có, tức là cái logic nào đằng sau cái lựa chọn như thế của Reaffra? Vâng, câu hỏi này đâu chỉ hỏi về câu chuyện của Suhei à, hỏi luôn là lý do tại sao không quan tâm business model mà đòi business model. Vâng, đúng rồi. Thật ra thì nó cũng có hơi liên quan một câu chuyện là, bởi vì em có biết là anh Suhei thì anh ấy xây dựng công ty và profitable rất là nhanh. Tức là rõ ràng là em cảm giác một người như vậy thì maybe là cái mindset về mặt business của người ta phải rất là rõ ràng. Nhưng mà ngược lại thì trong quá trình làm thì em ban đầu em cũng cảm thấy là rõ ràng đấy, nhưng mà đến như em nói ấy, là khi pitching cuối cùng em lại cảm thấy là hình như lại không rõ ràng lắm. Thế thì em thấy là hình như có cái sự mâu thuẫn gì ở đây, hoặc là có cái gì đó chưa rõ, thì em chỉ muốn hỏi sâu hơn về cái điều đấy ạ. Okay. Chị nghĩ chị share một chút xíu về Suhei, xong rồi chị sẽ trả lời với Việt Anh là tại sao không có chú trọng vào business model. Câu chuyện của Suhei thì đơn giản là anh Suhei nghĩ mình là một người rất là bình thường, nobody ấy. Và với một cái người bình thường, và ảnh có một cái nỗi sợ là sợ về tương lai á, uncertainty of future, bởi vì mình bình thường quá mà trong xã hội Nhật thì họ lại favor những người bạn phải học giỏi, bạn phải vào university thật là tốt, rồi mình join một cái company thật là tốt thì sẽ có một cái cuộc đời rất là normal life. Nhưng mà Suhei biết là mình không có học giỏi, rất là cố gắng, nhưng mà lại là rất là sợ về tương lai. Thì Suhei nghĩ là nếu mà mình đi con đường quá là simple thì nó giống như người ta, và mình học đi được thì mình chọn một cái con đường là nó không có simple, có thể là complex. Mà Suhei lại là một người rất là curious, tức là ảnh rất là tò mò về mọi thứ xung quanh và về tương lai của ảnh nữa. Và cái con đường mà Suhei chọn để start business thì đơn giản là để sau này không có làm company rồi bị đuổi việc bởi vì dở quá. Thì tạo một cái đế chế riêng của mình. Nhưng mà thật ra thì lúc đó chị không nghĩ là Suhei nghĩ là tạo một cái đế chế riêng, tạo một cái business riêng để mình có thể feel self. Thì tạo một cái business thì khi Suhei start business là ảnh không có cái background về trong lĩnh vực mà ảnh chọn, là về healthcare cho người già. Không có background học về healthcare, nhưng mà anh đã chọn với chị, anh nhìn thấy cái tiềm năng, và đặc biệt anh cũng có cái connection với lại, thì cô cũng có một cái connection giữa anh với cái lĩnh vực mà anh đã chọn. Thì cái cách mà Suhei đã start ở thì điểm đó, tất nhiên là lần đầu Suhei start thì cũng giống như những người khác, tôi còn bỡ ngỡ, nhưng mà được cái là anh đã start small cho nên fail fast, learn fast,
bạn mới start lần thứ hai. Thì lần thứ hai thì cũng là start small thôi, nhưng mà chính vì những cái bài học của lần fail trước đó, thì ảnh đã tìm hiểu hơn và apply nó tốt hơn. Thì ở lần thứ hai thì ảnh đã thành công, và thành công chính vì mình chị nghĩ là start small đó thì fail fast mà cũng có thể là successful fast. Thì để mà có được profit rồi thì mình, thì ảnh tiếp tục ảnh expand cái business đó ra hơn, tức là mình phản ứng nhanh chứ không đợi là nó đợi đối thủ cạnh tranh dâm vào. Thì đó là cái cách mà Su Hay đã đi lên từ một người nobody làm một business có profit để survive trước, rồi bắt đầu reinvest để mà expand ra từ nhỏ cho tới lớn. Quay lại với cái câu chuyện là tại sao Riabra không tập trung vào business model mà cũng hỏi. Thực ra thì cái cách mà Riabra approach founder khi mà hỏi đủ thứ, không những business model mà về life story, về nỗi sợ của bản thân mình học được gì, thì cái cách mà hỏi như vậy là để hiểu được founder suy nghĩ gì về nó, và thực sự là có passionate trên cái lĩnh vực mà mình đã chọn hay không. Và ở cái giai đoạn gọi là zero to one hay building from scratch thì không có cái gì gọi là certain hết. Mình không có thể nói là đó là một cái solid business model được. Mình có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào. Mình có thể adjust, thậm chí là em bỏ luôn là một cái mới hoàn toàn khác. Thì cái cách mà hỏi về business model để hiểu xem là hoặc là thật sự là process như thế nào về cái lĩnh vực mà mình cho là mình yêu thích đó. Cho nên là có thể là cái buổi pitch deck thì sẽ là khá là tập trung vào motivation của founder và cách founder suy nghĩ. Vâng, thì em nghĩ là chị Thu có bổ sung gì thêm không ạ? Em thấy chị có vẻ cũng có vẻ là muốn bổ sung gì đấy sao? Ok, vậy thì chị sẽ phải bổ sung một xíu về cái journey của Su Hay. Và thì như bên đấy chị Hiền cũng có nói là anh Su Hay, anh ấy suy nghĩ mình là không là ai cả, I am a nobody ấy. Thì đến khi mà anh ấy chọn một cái ngành ấy, anh ấy cũng chọn những cái ngành mà không phải là có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Nếu mà em đang chọn những cái ngành mà đã có market dominance hay là có những cái đối thủ cạnh tranh rất là lớn rồi, thì khi mà một con người nghĩ là người ta không phải là ai cả thì làm sao chúng tôi cạnh tranh như thế được. Đó thì anh ấy cũng chọn một cái ngành mà nó hiện tại nó đang nhỏ nhưng mà tương lai thì nó có thể là sẽ lớn hơn. Đó chính là cái ngành chăm sóc người già. Và cái việc mà giải quyết những cái ngành này hoặc là xây dựng cái ngành này thì nó không phải là mất 1-2 năm, mà cái vấn đề này nó sẽ kéo dài hàng chục năm. Đó thì ở trong vì chọn những cái ngành đấy cho nên là Su Hay có thể là learning và chậm rãi hơn, đi chậm hơn. Ngoài ra còn một cái việc nữa liên quan đến cái việc là vì sao anh ấy phải chọn một cái mô hình kinh doanh và tìm được ra cái mô hình kinh doanh mà nó ra được profit ngay và luôn á, là cái vấn đề là tại vì anh cũng nghĩ là mình không là ai cả thì làm sao mà tôi có thể gọi vốn được. Đó thì mình chỉ huy động được gọi vốn cá nhân hoặc là bạn bè hoặc là người thân, mình chỉ vay được một chút tiền thôi, thì mình phải tìm được cái mô hình kinh doanh và ra tiền luôn thì mình còn trả cho người ta chứ. Và cái thứ hai thì mình còn chạy tiếp chứ, đúng không? Nếu mà mình không phải Ivy League thì làm sao mình đi gọi vốn được nhiều như là những cái startup bây giờ. Đó thì chị chỉ add một số những cái phần như thế để em có thể hình dung ra được nhiều hơn được là cái cách suy nghĩ của Su Hay trong cái giai đoạn đó như thế nào. Thì nó cũng khá là phản ánh vào trong cái cách mà đầu tư của Riafa. Khi mà mình làm việc với cả founder á, thì mình cũng sẽ hướng dẫn và giúp founder có thể nhìn được ra là làm thế nào để tôi có thể xây dựng được những cái ngành hoặc là những cái lĩnh vực mình gọi là business skill á, mà hiện tại nó đang rất là nhỏ và trong tương lai thì nó có thể lớn. Thì chính vì nó hiện tại nó đang còn nhỏ ấy, thì em có thể thử và sai được nhiều lần và em có thể là learning. Còn nếu mà nó đã lớn sẵn rồi thì em cứ phải cạnh tranh, em cứ phải quan tâm đến cái việc là business bây giờ tôi chạy như thế nào, thị trường đang có rồi tôi có chạy cạnh tranh được không, thì làm sao mà mình có thể improve được cái learning capability của mình được. Vâng, rất là thú vị vì em cũng rất là ấn tượng vì nghe mọi người nói là actually thấy mình là người bình thường, vì em thấy thực ra kết quả như bây giờ thì em không thấy bình thường, mà em khá là tò mò không biết là bây giờ anh còn nghĩ anh là người bình thường không.
thường thường bởi không, nhưng mà chắc là em sẽ giữ câu hỏi đấy, biết đâu đến một thời điểm nào đấy sau đấy em sẽ hỏi anh cái câu đấy, vì em cũng khá tò mò. Vì trong cái quá trình, em nghĩ trong quá trình phát triển của một con người, phát triển founder của một con người hoặc bất cứ ai đi, thì các cái suy nghĩ về bản thân nó liên tục thay đổi rồi. Thì khi mà nó thay đổi như thế thì không biết là anh ấy có nhận thức hay có nhìn nhận chuyện đó không, mà anh ấy manage cái đó như nào. Thực ra với cá nhân em cũng đang cảm nhận được một số cái thay đổi của bản thân, thì maybe là em sẽ dành câu hỏi đấy để sau này em hỏi anh Shuhei xem như thế nào. Nhưng em rất là cảm ơn các chị vì buổi nói chuyện hôm nay, và đặc biệt là cái câu chuyện về anh Shuhei. Thì để mình chắc là buổi hôm nay thì cũng dài rồi, cho nên em xin phép là có thể là mình sẽ tạm thời close ở đây. Thì em xin phép đưa ra một số cái, thì thứ nhất là em nghĩ là cái key takeaway đầu tiên của mình là có rất là nhiều cách để mình xây dựng một cái business. Thì trong đó thì việc mà ví dụ như là theo đuổi chuyện tăng trưởng này và gọi vốn này là một cách, hoặc là cách tiếp theo là giống như anh Shuhei, hoặc là như câu chuyện nãy chị Thu nói là start small này, làm thế nào để profitable, lại từ đấy lại quay trở lại lại phát triển tiếp. Ta phát triển, tạm gọi là nó phát triển bằng cái nguồn lực nội tại đi. Đó là một cách. Cái takeaway thứ hai em nghĩ là em cảm thấy là rất ấn tượng là câu chuyện về Riapra và cái support của Riapra. Là trong đó thì có một cái support rất là quan trọng, đó là câu chuyện nói chuyện này, và giúp founder tìm hiểu, tìm ra cái động lực nội tại, động lực lớn của mình để giúp cho mình tiếp tục đi trên con đường. Bởi vì con đường startup thì nó đương nhiên là có rất nhiều khó khăn và gian khổ. Và em rất thích cái concept là institutional co-founder, tức là một đồng sáng lập nhưng mà ở dạng một tổ chức, đúng không? Kiểu đó. Thì em rất thích cái concept đó, và em hy vọng là chúng ta sẽ vẫn tiếp tục đồng hành, và Riapra vẫn tiếp tục là một cái co-founder như vậy đối với Spy Room. Và thứ ba là một cái key takeaway cuối cùng thì em cũng cảm thấy rất ấn tượng, đó là việc mà Riapra giống như anh Shuhei ấy, thì không phải là sẽ chỉ tập trung vào những con người gọi là phi thường hay những con người rất là ghê gớm kinh khủng, mà có thể là những con người mà như anh Shuhei chẳng hạn. Thời trẻ anh ấy chắc là em nghĩ anh cũng có những cái insecurity, tức là những cái cảm giác như là mình không bằng ai hay gì đó. Và đến cuối cùng thì anh ấy vẫn lại rất thành công, và bây giờ anh ấy lại tìm kiếm những người có thể là cũng như thế, mặc dù là người ta có cái nội lực, nội tại và cái khả năng để có thể trở thành extraordinary, nhưng bây giờ người ta vẫn chỉ là những con người bình thường. Và em luôn nghĩ là một cái mô hình hay một cái phong thái như vậy thì có thể nó rất là hiếm. Em nghĩ là nó hiếm ở trong cái thời đại bây giờ, khi mà ai cũng cố gắng để chạy đua để trở thành số 1, để trở thành gọi là vượt lên trên số mọi người, mọi sự so sánh. Thì em cảm thấy đấy là một cái điều mà em trong tương lai thì Riapra cũng sẽ tiếp tục có tìm được và hỗ trợ được những cái startup như bọn em chẳng hạn, hay là những bạn trẻ hơn bọn em, mà có thể bây giờ các bạn ấy cũng đang như Shuhei chẳng hạn, vẫn đang coi như là mình đang không bằng ai, mình không học hành giỏi giang, mình cũng không phải là tốt nghiệp ghê gớm, mình cũng không nhanh nhạy, không có nhiều mối quan hệ như người khác. Và em tin là trong số những bạn mà xem hết cái buổi podcast này đến ngày hôm nay thì sẽ có những bạn như vậy, và cũng hy vọng là các bạn sẽ có cái nguồn động lực để tiếp tục đi tiếp. Và biết đâu là trong tương lai chính Riapra, chính các bạn cũng sẽ tìm được những cái support từ Riapra, và trong trường hợp đó thì bọn em rất 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 happy, bởi vì về phía Spy Room thì bọn em luôn luôn cố gắng để tạo ra sự kết nối, và luôn cố gắng làm sao để cái sự tồn tại của Spy Room nó sẽ tạo ra giá trị nhiều nhất cho các bạn trẻ và các cái partner, các đối tác của bọn em. Thì nếu mà có một cái gọi là một cái deal hay một cái gì đó xảy ra thì rất hy vọng là mọi người cũng sẽ giúp cho em, tức là cũng update cho em để em vui cùng mọi người. Và ok, thế thì em xin cảm ơn chị Hiền và chị Thu vì cái buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Và hy vọng là trong tương lai thì nếu mà mình tiếp tục có những cái cơ hội khác thì em cũng sẽ được nói chuyện tiếp với các chị, và maybe mình sẽ có những buổi talk khác, maybe là trực tiếp này, hoặc là khi mà dịch giết trôi qua, để nếu mà sau này các bạn trên Spy Room chẳng hạn mà các bạn có nhu cầu, thì thậm chí là những sự kiện mà event offline chẳng hạn, thì chúng ta hãy giữ cái chuyện đó open, và hy vọng là sẽ có nhiều cơ hội khác để tiếp tục trao đổi với mọi người trong tương lai. Cảm ơn các chị. Tìm hiểu thêm về Riapra, đăng nhập website riapra.com.